Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về chiếc GTX 1650. Đây là một dòng sản phẩm mới vừa được Nvidia cho ra mắt vào ngày 23 tháng 4 vừa qua. Thông tin về chiếc cam màn hình này thì hẳn các bạn cũng đã có được, bởi vì là trong những lần livestream trước bọn mình cũng đã có dịp được nhắc đến. Và hiện tại thì trên mạng cũng đã có khá nhiều bài review cũng như đánh giá về hiệu năng con này so với các dòng sản phẩm khác. Nhưng để dành cho những bạn nào mà chưa có thời gian theo dõi thì mình cũng xin được nhắc lại luôn, đó là GTX 1650 sẽ mạnh hơn GTX 1050 Ti khoảng 35%, nhưng nó sẽ kém 1060 GB một chút. Đồng thời khi so sánh với những người anh em cùng thời, nó sẽ bị 1660 bỏ xa khoảng 50%. Mặc dù là không đạt đến mức như kỳ vọng là mạnh ngang bằng với cả 1060 GB, nhưng mà mình nghĩ đây vẫn sẽ là một sản phẩm tốt dành cho các bạn trong năm 2019 này. Và một khi đã quyết định mua thì việc chọn ra cho mình được thương hiệu nào phù hợp nhất cũng sẽ là điều làm các bạn rất là băn khoăn. Và để giải đáp cho vấn đề này thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cuộc so găng giữa ba thương hiệu cam màn hình nổi tiếng nhất thị trường Việt Nam thời điểm hiện tại, đó là MSI, Gigabyte và Asus với các sản phẩm là Gaming X đến từ MSI, Gaming OC từ Gigabyte và ROG Strix đến từ Asus. Đến đây thì có một điều cần chú ý, đó là cả ba phiên bản GTX 1650 này đều là những phiên bản đã được hiệu chỉnh lại từ phía nhà sản xuất, với các thành phần như bảng mạch, tản nhiệt đã được thay đổi, không còn giống với thiết kế ban đầu của Nvidia nữa, và cả ba sẽ có mức tiêu thụ điện năng tối đa rơi vào khoảng 95W, đồng nghĩa chúng phải được trang bị một đầu cấp nguồn 6 pin thì mới hoạt động bình thường được. Việc này có mặt lợi cho các bạn là sẽ có được những sản phẩm mạnh mẽ hơn, dễ ép xung hơn, nhưng cũng mang lại đến sự bất tiện cho các bạn khi phải cân nhắc chọn những bộ nguồn công suất cao hơn với mức khuyến nghị của Nvidia khi sử dụng chúng. Nói chung lợi hại ra sao và ưu điểm thế nào thì mình sẽ để các bạn tự đánh giá sau khi xem xong video này. Về thiết kế tổng thể thì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của các hãng vẫn hiện diện rất đầy đủ trên cả ba mẫu Vega này. Cụ thể ở đây Asus sử dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng ROG Strix, MSI với bộ tản WinForce 7, còn Gigabyte họ có hệ thống tản WinForce. Về kích thước thì quảng cáo ban đầu thì mình cảm thấy là Gigabyte sẽ là bản lớn nhất, tiếp theo đó là Asus và cuối cùng là MSI. Giá bán của ba phiên bản sẽ lần lượt là 5.099.000 cho Asus ROG Strix, 5.250.000 cho Gigabyte Gaming LC và đứng đầu bảng với giá là 5.399.000 dành cho MSI Gaming X. Về mức xung thì cả ba đều được ép xung lên mức cao hơn bình thường với những thông số siêu chuẩn của Nvidia. MSI Gaming X và Asus chia sẻ vị trí cao nhất với các mức xung boost lần lượt là 1860MHz và 1830MHz, còn Gigabyte là 1815MHz, chênh lệch là rất ít, coi như là không đáng kể. Về hình thức thì những chiếc 1650 này đều có độ dày là 2 khe PCI Express, rất nhỏ gọn nếu như so sánh với các mẫu cao cấp hơn có độ dày lên tới 3 khe. Thiết kế thì khá là giống với các mẫu đàn anh, nhưng nếu soi kỹ ra thì chúng ta chắc chỉ may mắn thấy được chúng giống ở phần quạt mà thôi. Cả ba mẫu Vega này đều được trang bị hai ống dẫn nhiệt lên các la tản, nhưng thiết kế các la nhôm lại hoàn toàn khác nhau khi MSI và Asus để cho các la nhôm tiếp xúc trực tiếp với ống đồng. Còn Gigabyte thì chỉ để cho các ống đồng gắn vào một đế nhôm, còn một khoảng khá dày nữa thì mới đến các lá tản nhiệt. Riêng với MSI thì họ cho chúng ta thêm một tấm tản nhiệt nhỏ ép vào khu vực BRM. Điều này là đáng hoan nghênh vì dù sao đây cũng là khu vực khá nóng, kể cả ở trên một chiếc Vega cơ bản như GTX 1650. Các mẫu GTX 1650 trên thị trường hiện tại đều được trang bị khoảng 2 quạt, một mặt là để tăng hiệu năng tản nhiệt, còn mặt khác để tăng thẩm mỹ. Những cái loại quạt sử dụng ở đây đều là các mẫu đã có tên tuổi với các dòng Vega cao cấp từ trước, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ ồn cũng như tuổi thọ của chúng. Nhưng với thiết kế khác nhau từ tản nhiệt cho đến quạt thì hiệu năng tản nhiệt sẽ có sự khác biệt. Nếu các bạn chỉ để ở mức quạt tự động thì nhiệt độ gần như đồng đều ở mức 60 đến 63 độ khi chạy 100%. Dẫn đầu là Gigabyte WinForce OC và đứng cuối bảng là Asus Strix. Nhưng khi các bạn đẩy tốc độ quạt lên 100% thì có điều bất ngờ là MSI đã hoàn toàn bỏ xa các đối thủ với mức nhiệt chẳng phải chỉ có 52 độ, một con số quá thấp nhưng đổi lại là độ ồn cao. Theo mình thì các bạn cũng không nên bật mức này làm gì, bởi vì sẽ làm giảm tuổi thọ của quạt cũng như là tăng lượng bụi ở máy tính. Về phần đèn LED RGB thì đây là một điểm được tiết kiệm nhất trên các sản phẩm 1650 này. MSI không hề trang bị đèn LED RGB mà chỉ có đèn LED trắng ở trên nền chữ logo WinForce 7. Asus thì cho chúng ta một logo ROG ở giữa cạc có kích thước rất lớn lên đến 1.5cm và có thể điều chỉnh RGB qua phần mềm Aura Sync. Với Gigabyte thì có vẻ họ có tâm nhất khi cả logo Gigabyte đều được phủ ánh sáng RGB toàn bộ. Tuy nhiên LED của cả hai mẫu Asus hay là Gigabyte đều chỉ là ánh sáng RGB đơn sắc thôi, nên chế độ cầu vồng đẹp đẽ sẽ là không có. Xét về kích thước thì như mình đã nói, Gigabyte có vẻ là mẫu cạc lớn nhất, nhưng có vẻ họ đã chơi ăn ra một chút khi thực chất kích thước bo mạch của Gigabyte là rất nhỏ và họ chỉ dùng ốp quạt cũng như là backplate để kéo dài bo mạch ra mà thôi. Điều này gây ra hệ lụy đó là khe cắm nguồn đặt ở vị trí khó ép băm, khiến cho việc đi dây trở nên rất mất thẩm mỹ so với đại diện của Asus và MSI. Điều đáng tiếc ở đây là mặc dù mẫu Gaming X là đứng đầu về giá, nhưng họ lại thiếu một trang bị quan trọng, đó là backplate phía sau. Mặc dù tác dụng tản nhiệt là không hề có, nhưng backplate sẽ giúp chúng ta có một cái sản phẩm thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Ngoài ra nó còn phòng chống các trường hợp gây bụi bẩn hay chất lỏng chẳng may rơi ở Vega nữa. Nó cũng có tác dụng giúp cho Vega ít bị cong hay sệ đi theo thời gian. Để tiện cho các bạn theo dõi thì cấu hình test cơ bản ngày hôm nay sẽ bao gồm CPU Intel Core i5-9400F, RAM 16GB bớt 266 đến từ nhà sản xuất TSQ, một màn hình đỗ phân giải Full HD và bản driver mang số hiệu 430.39 từ Nvidia dành riêng cho ba chiếc cam màn hình này. Chúng ta sẽ để những cái thiết lập mặc định từ phía nhà sản xuất và không ép xung gì thêm. Các bài test sẽ bao gồm 3D Max với hai bài cơ bản là Time Spy và Fire Strike. Về game, chúng ta sẽ có hai tựa game nổi tiếng hiện tại, đó là Apex Legends và Dota 2. Còn về game offline, chúng ta sẽ có Shadow of the Tomb Raider và Battlefield 5.
Đầu tiên chúng ta sẽ đến với TimeSpy và FireStrike. Đây là hai bài test phổ biến để kiểm tra hiệu năng sơ bộ của những chiếc Vega khi thể hiện ở độ phân giải QHD. Các bạn có thể thấy trên bảng này cả ba chiếc GTX 1650 của chúng ta đều đạt điểm số rất xịt sao. Trong TimeSpy, cả ba đều đạt mức là trên 3.500 điểm. Chênh lệch là không hề nhiều, chỉ vài chục điểm thôi. Tương tự như FireStrike, chúng ta đều đạt mức trên 9.400 điểm và gần như không có khác biệt gì. Tuy nhiên để xếp hạng thì chúng ta vẫn sẽ có người dẫn đầu, đó chính là chiếc Gigabyte Gaming LC. Tiếp theo là MSI Gaming X và về cuối là Asus ROG Strix. Tiếp theo là đến game với Apex Legends, mình sẽ sử dụng mức thiết lập đang được nhiều người áp dụng, đó là tất cả để on low, chỉ duy nhất là mô đồ detail ở mức 2. Trong tình huống này thì cả ba chiếc GTX 1650 đều hiện khá ổn. Mức khung hình ở trong nhà hay là chỗ vắng người rơi vào khoảng từ 90 đến 100 FPS. Ngay cả khi vào combat thì cũng chỉ bị tụt xuống còn khoảng từ 60 đến 70 FPS. Khi chơi mình cảm thấy khá khó để xem ra khác biệt giữa ba mô đồ này. Khi nhìn lại kết quả tổng sắp trung bình thì một lần nữa chiếc Gigabyte Gaming LC lại vượt lên, dù là không nhiều, chỉ khoảng 2 FPS chênh lệch so với những đối thủ còn lại. Dù gì thì hơn vẫn là hơn và một điểm nữa dành cho sản phẩm của Gigabyte. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với Dota 2 với mức thiết lập cao nhất. Khá bất ngờ thì chiếc Asus ROG Strix đã tỏ ra hụt hơi so với những đối thủ còn lại của nó khi mức trung bình chỉ là 112 so với 114 và 115 của MSI và Gigabyte. Đây là những con số rất là cao trong một tựa game MOBA như thế này, và ngay cả khi vào combat tổng thì mình vẫn đạt hơn 100 FPS trên cả ba chiếc GTX 1650 của chúng ta. Hiện tượng sụt khung hình là rất ít, và nếu có sụt thì cũng chỉ về 60 FPS là cùng. Thế nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi chọn những chiếc card này trên hành trình tăng cường nhân phẩm. Giờ thì nói về game offline đi, chúng ta có Shadow of the Tomb Raider. Đây là tựa game có vẻ hơi quá sức với GTX 1650 nên mình sẽ để mức setting là medium thôi. Tắt luôn cả hiệu ứng làm mờ và khử răng cưa nữa. Quả thật là với tựa game này thì chúng ta sẽ chỉ có được những trải nghiệm gọi là tạm chấp nhận được thôi. Khi ngay cả những phân cảnh tưởng chừng như rất đơn giản trong bài ban, FPS cũng chỉ đạt được mức là 48-50. Hiếm hoi lắm thì mới lên được 60. Và một lần nữa, sản phẩm Gigabyte lại giành chiến thắng khi vượt lên hai người đồng nghiệp với suýt soát một khung hình. Cuối cùng là Battlefield 5. Riêng với trò chơi này thì bọn mình sẽ để mức thiết lập cao nhất để các bạn tiện so sánh với chiếc GTX 1060 3GB mà mình đã có dịp thử nghiệm tuần trước. Với lợi thế về dung lượng VRAM, những chiếc GTX 1650 tỏ ra ổn định hơn nhiều so với tiền bối thuộc series 10 của mình, mặc dù số khung hình trên dây là không cao. Phần lớn thời gian chỉ dao động trong khoảng từ 45-50 FPS, có những lúc thì lên được 60 FPS và khi bị drop xuống mức thấp nhất thì cũng chỉ xuống ở mức khoảng 30 khung hình trên dây. Cá biệt trong bài test này thì mình thấy mức thấp nhất của chiếc Asus ROG Strix vượt trội hơn hẳn so với hai đối thủ còn lại khi con số bị drop xuống là 41 FPS, nên là phần thắng của phần này sẽ thuộc về sản phẩm của Asus nhờ sự ổn định mà nó mang lại. Để kết luận thì với một mẫu Vega tầm trung như GTX 1650, cả ba hãng như Asus, Gigabyte hay là MSI đều đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, khi cả ba sản phẩm của họ đều có mức chênh lệch hiệu năng rơi vào tầm khoảng từ 1-2% mà thôi. Với cái mức chênh này thì mình nghĩ là các bạn sẽ không hoàn toàn nhận ra được sự khác biệt khi sử dụng chúng đâu. Và cái điểm làm nổi bật, nổi trội giữa các sản phẩm này với nhau mình nghĩ có lẽ rơi vào phần tản nhiệt và thiết kế. Về chuyện đẹp hay xấu thì mình sẽ để dành cho các bạn tự đánh giá, bởi vì là con mắt thẩm mỹ của chúng ta là hoàn toàn khác nhau. Và nếu các bạn có nhu cầu mua ba sản phẩm này hay bất kỳ một mẫu GTX 1650 nào khác thì hoàn toàn có thể vào phần mô tả phía bên dưới để đặt mua tại Hà Nội Twitter. Và các bạn có muốn bọn mình so sánh những sản phẩm này với những sản phẩm nào khác hay không thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.